Phần 15. Phẩm An Lạc. Kinh Pháp Cú số 203. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Kinh Pháp Cú số 204. Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Kinh Pháp Cú số 205. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Kinh Pháp Cú số 206. Lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. Kinh Pháp Cú số 207. Sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Kinh Pháp Cú số 208. Bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận, thiện nhân trí giả ấy, như trăng theo đường sao.